Tín, lần đầu tín, ngày em Trường tôi... Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Chào quý vị và các bạn thân yêu, tầm tiền dưới 20 triệu mua cặp loa full bass 30 nào là hay đúng không ạ? Chúng ta mua loa của Đức hay loa của Mỹ, yêu cầu đòi hỏi chất lượng âm thanh hay quý vị này, mẫu mã đẹp và thời gian bảo hành lâu đặc biệt là độ bền của loa. Vậy thì quý vị không nên chần chừ nữa nha. Ngày hôm nay chúng ta có một siêu phẩm nha quý vị, một siêu phẩm đó chính là cặp loa đen 12 đến từ thương hiệu DT The Dream Tia Sao Made by Germany nha mọi người. Chắc chắn rằng với những cặp loa chính hãng đến từ Đức, Quang Trường khẳng định với quý vị sẽ không bao giờ làm quý vị và các bạn thất vọng đâu. Bởi vì với những sản phẩm chính hãng này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Đức thì nó sẽ có một cái chất lượng âm thanh đẳng cấp quốc tế ấy, quý vị nha. Với à, mẫu loa Dento 12 này là một trong những dòng loa à, bán chạy nhất của hãng DT trong thời gian qua. Bởi vì nó được định hướng ở phân khúc cận cao cấp nha quý vị, dưới 20 triệu ai cũng có thể có cơ hội để chúng ta sở hữu được mẫu loa này Đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu à, cùng nhau tìm hiểu và đánh giá thật chi tiết à, Về cái mẫu loa cực kỳ hot DT Dental 12 này Mọi người nha Trước tiên thì à, mẫu loa Dental 12 này à, có cấu tạo là dòng loa 2 way Quý vị này, dòng loa 2 way Một loa bát trung tâm à, 12 in Quý vị nha, một loa bát trung tâm 12 in và một loa chép kèn. Với mẫu loa này thì nó cho ra ở à, mức độ công suất hoạt động liên tục là 450W một chiếc và công suất ở à, cực đại là 1.800W một chiếc. Quý vị nha, với à, mẫu Dental 12 thì à, nó được thừa hưởng rất nhiều à, công nghệ cốt lõi của hãng DT đến từ Đức và cái mẫu mã thiết kế của Dental 12 à, cũng hầm hố quý vị này, khỏe khoắn và cực kỳ sang trọng. Đúng không ạ? Với cái mẫu Dental 12 này thì quang trường thấy nó rất là lạ. Quý vị nha, gần như à, toàn bộ cái à, thiết kế kiểu mới liền khối quý vị này, liền khối. Và chúng ta sẽ không thấy à, cái ốc để bắt vít e căng ở bên ngoài. Toàn bộ mặt trước thì à, chúng ta có thể nhìn thấy được rằng à, mẫu loa Dental 12 này thì nó được trang bị một cái tấm à, e căng một lưới thép quý vị này. Rất là chắc chắn nha mọi người. Cực kỳ là chắc chắn. Và toàn bộ được bao phủ bởi một cái lớp sơn màu đen à, chống xước quý vị này chống nước cực kỳ tốt và cái gỗ để sản xuất à, nên cái vỏ loa của đen tổ 12 à, nó là gỗ bạch dương cao cấp quý vị nha toàn bộ thì ê càng lưới đều được phủ lớp sơn màu đen quý vị này và vỏ thùng loa cũng vậy thì nhìn cái chiếc loa à, với những quý vị nào mà cái không gian nội thất của nhà chúng ta nó hơi phức tạp về màu sắc một chút thì có lẽ Đa phần chúng ta sẽ chọn màu đen Đúng không ạ? Nó rất dễ phối à, ghép trong rất nhiều Những không gian khác nhau Và bên dưới chúng ta sẽ thấy Đúng không ạ? Hãng DT à, Có một cái logo ở bên dưới Nhìn cực kỳ sang trọng và đẹp mắt Nha quý vị Nếu mà Chúng ta nhìn ở bên ngoài Thì cái mẫu đen dental 12 Thì nó Cực kỳ là chi tiết Quý vị này Rất là sắc nét à, Những cái chi tiết nhỏ Như là con ốc vít Nha quý vị Đây, cameraman có thể quay sát hơn Để cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm này quý vị để ý từng cái đường vát này với những cái dòng loa cao cấp thì những cái chi tiết nhỏ này gần như à, máy cắt CNC chính xác tuyệt đối nha mọi người chính xác tuyệt đối và từng con ốc vít nha mọi người quý vị có thể thấy từng con ốc vít à, vô cùng sắc nét và chi tiết đến những cái đường vát cạnh quý vị này cong đó cực kỳ là đẳng cấp đúng không ạ và bây giờ thì qua trường sẽ quay mặt sau ra để cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mặt sau của sản phẩm nhé. Nhìn mặt sau thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái thiết bị này có một cái lối thiết kế rất là mới lạ đúng không quý vị Toàn bộ liền khối nha quý vị liền khối à, Lỗ thoát hơi thì được đặt ở phía trước Và đằng sau quý vị có thể thấy này Toàn bộ một à, chiếc loa của chúng ta với cái vỏ gần như là liền khối thống nhất luôn à, Rất là chắc chắn đúng không ạ Tạo nên một cái đường nét cực kỳ là khỏe khoắn cho chiếc loa này Và đây đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái thương hiệu à, DT quý vị này có logo DT Dream Thiên Sao của Đức này rồi modem của sản phẩm là Dental 12 công suất hoạt động liên tục là 450W và công suất peak là 1800W quý vị này sẽ có hai cái đường để chúng ta input quý vị nha input à, tín hiệu âm thanh đầu vào và với những cái sản phẩm chính hãng thì sẽ có đầy đủ cái số series ở bên dưới của sản phẩm quý vị này sẽ có đầy đủ cái series đó thưa quý vị với cái chất âm của những dòng loa đến từ thương hiệu Dream Thia Sao, thương hiệu của Đức, quý vị này sản xuất trên công nghệ dây chuyền của Đức thì luôn luôn uh, cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh pro chuyên nghiệp, nha mọi người. Từ tiếng music, quý vị này, tiếng bát chắc, gọn, lực và tiếng tép nghe sáng nhưng mà nó lại rất dịu và êm tai, quý vị nha. Nghe gần hay là chúng ta đi ra xa thì chúng ta vẫn cảm nhận được cái tiếng tép nó rất là nhuyễn và với những cái mẫu À, đến từ thương hiệu DT thì trong thời gian qua tại trường Thành Euro bán cực kỳ là chạy. Vậy thì với những quý vị nào mà chúng ta có những cái không gian rộng mà chúng ta yêu cầu cái chất âm pro chuyên nghiệp, à, công suất lớn quý vị này vừa trải nghiệm à, nghe đa năng các thể loại nhạc, vừa đòi hỏi hát karaoke hay thì à, quý vị nên nghiên cứu những cái mẫu loa full à, của DT quý vị nhé. Với phân khúc dưới 20 triệu thì chúng ta có thể nói được rằng là với cái tầm tiền này thì rất dễ để chúng ta có cơ hội sở hữu được cặp loa này Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy test qua cái chất lượng ở à, music của cặp loa DT đen 12 này nha Sau đó thì Quang Trường sẽ hát thử một đoạn karaoke Để cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận về chất lượng âm thanh của mỗi loa này Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu à, test thử thực tế cái chất âm Quý vị nha Chất âm của cặp loa đen tù 12 Và đặc biệt là chất âm của nó rất hay Nếu quý vị vừa nghe nhạc vừa hát karaoke Cực kỳ là đỉnh luôn và đây cũng là một trong những cái mẫu loa mà chúng ta hướng đến à, kinh doanh karaoke chuyên nghiệp quý vị này. Hoặc ba pắp đều cho ra một cái chất lượng âm thanh rất tốt quý vị nha, rất tốt. Và vì hàng của châu Âu, công nghệ của Đức thì luôn luôn dẫn đầu rồi. Và để chúng ta à, kết hợp với cặp loa nên tổ 12 này thì trường thành audio à, phối ghép với tất cả những cái thiết bị à, sau quý vị nha. Trước tiên thì chúng tôi sẽ à, sử dụng một chiếc cục đẩy công suất 4 kênh. À, cũng đồng bộ của đen DT quý vị nha, đồng bộ thương hiệu DT Dream Thea Sao liền 406 quý vị này và bên trên là một chiếc uh, vang số cao cấp uh, đến từ thương hiệu Vatasa à, uh, V8 Pro và bên trên là bộ micro không dây à, uh, Vatasa T900 và bây giờ thì quý vị uh, hãy nghe qua một uh, đoạn nhạc quý vị nha sau đó thì quang trường sẽ test thử tiếng micro và hát karaoke thử một đoạn cho quý vị và các bạn cùng uh, cảm nhận. Hãy tin lần đầu tiên những ngày em đã thành dâu, trời chưa bặt nắng, khổ đau chưa lắng, tôi hơn đã được tin người yêu mất, nhật thực che phủ tương lai cuộc đời cả trời âm Vừa rồi thì quý vị đã được trải nghiệm chất âm Đúng ạ, à, nói về chất âm của loa đeo tù 12 thì quang trường đánh giá Có thể nói là hay nhất trong tầm giá hiện nay Với những cái dòng loa full, à, bát 30 hay chuẩn xác hơn là bát 12 in à, Đang có mặt trên thị trường, đúng ạ à. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử tiếng micro à, Với sự kết hợp của rất nhiều những thiết bị cao cấp Quý vị nha, với những dòng loa full thì rất nhiều quý vị sợ hú rít Nhưng à, với những thiết bị cao cấp mà chúng ta kết hợp với vang số cao cấp chẳng hạn chiếc cục đẩy cao cấp cái độ nhiễu hài nó thấp thì dĩ nhiên à chúng ta sẽ hoàn toàn kiểm soát được à, sự hú rít. Và bây giờ quan trường sẽ thử thực tế cho quý vị cùng cảm nhận nha. Đứng gần nhưng mà chiếc à, micro nó sẽ không bị hú. Bây giờ quý vị cùng cảm nhận cái tiếng micro quý vị này rất sạch và tiếng tròn và căng quý vị nha. Rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tiếng mic. Đây và bây giờ quan trường à, bật cái tay micro lên quý vị này. Đó. 1, 1 2 567 Alice. 1 2 Alice. 1 Alice. 1 2 quý vị là ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau à tìm hiểu về một cái mẫu loa karaoke à bass 12 in rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đến từ thương hiệu DT à Dental 12. À, chúng ta vừa rồi thì đã tìm hiểu toàn bộ về thiết kế rồi à, chất âm, đúng không ạ? trải nghiệm giữa music và micro. À, vậy thì để mà đặt hàng sở hữu được ngay cho mình một cái sản phẩm rất hay, à, một cặp loa đến từ Đức này thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ đến với trở thành audio nha. Đội ngũ kỹ thuật viên của trường Thành Audio và Quang Trường sẽ tư vấn chuyên sâu cho quý vị và các bạn đưa ra rất nhiều những cái giải pháp tối ưu hóa được cho cái chất lượng âm thanh để quý vị và các bạn à luôn luôn mua được những cái sản phẩm âm thanh đúng với cái chất lượng cái tầm tiền của quý vị bỏ ra nha mọi người. Để mà quý vị tìm hiểu sâu hơn về tất cả những cái sản phẩm hiện tại của trường Thành Audio phân phối đặc biệt là mẫu loa karaoke đến từ Đức DT à Delta 12 thì quý vị hãy truy cập vào website của chúng tôi à www thành audio.com à, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của Trường Thành Audio 0817365555 và 0586798888. À, quý vị cảm thấy video hữu ích này, quý vị hãy like, share kênh và đặc biệt là đừng quên nhấn nút đăng ký mọi người nha hoặc là subscribe. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một video gần nhất. Trường Thành Audio uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.